Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Đấu phá thương khung phần 5 học viện già năm. Tiêu Viêm bắt đầu đang trong quá trình nhập học bằng cách và nhau với các học sinh ở bên ngoài ngoài viện già năm. Tuy nhiên đây chưa là gì so với học viện già năm. Thật sự học viện già năm bên trong nội viện mới là nơi phát triển học sinh. Mặc dù với sức mạnh bá đạo của học viện nhà đồn danh tiếng, bên trong học viện già năm có hai người coi là mạnh nhất đang bế quan tu luyện. Ở video lần này anh em cùng mình tìm hiểu về Thiên Lão và Bạch Lão. Thứ nhất, quá khứ về Thiên Lão và Bạch Lão. Thiên Lão và Bạch Lão có tên thật từ hồi còn trẻ có tên là Thiên Mộc và Bạch Liệt. Từ hồi đang còn trẻ, hai người thuộc danh sách trong những công thần khai quốc học viện già năm. Họ từng gánh trên vai trọng trách làm đại trưởng lão. Do năm đó hiệu trưởng mang thiên sách sách vali đi đến Trung Châu. Với trình độ đấu tông của mình, hai người Thiên Mộc và Bạch Liệt mau chóng xây dựng học viện già năm trở nên phát triển. Theo thời gian tuổi nghỉ hưu của hai người dần dần cũng đến, họ giao lại học viện già năm cho Tô Thiên Đài trưởng lão cai quản làm sân chơi. Còn hai người giúp bụi trong tàng thư các ở ẩn tu luyện. Thứ hai, những lần Thiên Lão và Bạch Lão gặp Tiêu Viêm. Lần đầu tiên Thiên Lão và Bạch Lão gặp Tiêu Viêm trong hoàn cảnh khá bình thường. Họ đang cai quản tàng thư các bên trong có rất nhiều đấu ký công pháp của học viện. Lúc này Tiêu Viêm giành top 10 người mạnh nhất ngoài viện già năm trong kỳ thi tuyển sinh lên nội viện già năm. Tiêu Viêm cùng 9 người khác đi theo phó viện trưởng ngoài viện Hồ Kiên đi vào tàng thư các. Ở đây Thiên Lão và Bạch Lão đã mở cửa cho đám người Tiêu Viêm đi vào chọn công pháp. Điều làm cho hai người Thiên Lão ấn tượng nhất là Tiêu Viêm. Khi Tiêu Viêm mới chỉ là thằng đại đấu sư, trong người đã có dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa thứ 18. Lần thứ hai Thiên Lão và Bạch Lão xuất hiện giải nguy cho học viện già năm. Lần này Tiêu Viêm đấu hoàng 4 sao chơi lớn ông bom dị hỏa dung hợp từ 3 loại dị hỏa và một hóa sinh hỏa. Là thanh niên địa tâm hỏa thứ 18, vân lạc tâm viêm thứ 14, cốt linh lãnh hỏa thứ 11. Tạo ra được quả bom hủy diệt hỏa liên ném vào địa ma lão quỷ đấu tông 7 sao. May mắn học viện già năm sắp bị nổ vĩnh viễn biến mất trên bản đồ. Thiên Lão và Bạch Lão đấu tông 9 sao gần đạt đến đấu tôn. Họ hợp sức mở ra một khe nứt không gian dịch chuyển quả bom của Tiêu Viêm đi nơi khác. Sau đó Tiêu Viêm muốn nhờ hai người Bạch Lão và Thiên Lão giải trừ ma độc ban trên cơ thể, cần đấu tôn mới giải được độc. Tuy nhiên vì trình độ đấu tông 9 sao không cho phép, Thiên Lão và Bạch Lão cần mất vài năm mới có thể giải trừ hết ma độc ban cho Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm chỉ có thời gian sống được có 2 năm, nên hắn đành lựa chọn phương pháp đi tìm đấu tôn tại Trung Châu hoặc tìm thêm dị hỏa thứ 3 cho bản thân. Lần thứ 3 Thiên Lão và Bạch Lão xuất hiện sau 20 năm đạt đến trình độ đấu tôn 7 sao. Họ lần này giải cứu học viện già năm trước quân đội của hồn tộc. Đương nhiên hồn tộc chỉ cần một tên bán thánh đánh cho hai người Thiên Lão và Bạch Lão may chưa đắp mô, thì Tiêu Viêm trình độ đấu thánh cùng vài chủ đấu thánh khác đi đến học viện già năm kịp thời. Thứ 3 Thiên Lão và Bạch Lão từng có kẻ thù. Thời hai người Thiên Lão và Bạch Lão đang còn trình độ đấu hoàng của học viện già năm, hai người từng va chạm với địa ma lão quỷ của Ma Viêm Công suốt thời trẻ trâu. Vì vậy sau khi giải cứu học viện già năm trước Tiêu Viêm và địa ma lão quỷ phang nhau, Thiên Lão và Bạch Lão cũng trả mối thù năm xưa luôn. Bởi vì chênh lệch trình độ giữa địa ma lão quỷ đấu tông 7 sao và Thiên Lão Bạch Lão đấu tông 9 sao, nên địa ma lão quỷ dễ dàng bị hai người giết chết chỉ còn mỗi xác. Xác của địa ma lão quỷ được Tiêu Viêm xin từ hai người Bạch Lão và Thiên Lão. Ban đầu Tiêu Viêm có định dùng xác chết của địa ma lão quỷ hồi sinh dưỡng lão, tuy nhiên hắn lại chế tạo địa ma lão quỷ trở thành một con khôi lôi để sau này chiến đấu trong rất nhiều trận chiến. Cảm ơn anh em đã xem hết video.